Hello, chào mừng mọi người đã tiếp tục lại đến với video tiếp theo của mình. Thì sáng giờ mình chạy biết chạy từ lúc bây giờ mình quên mất tiêu rồi. Giờ mình coi lại cái nha. Đang đi về chuẩn bị ăn trưa mọi người ơi. Nắng quá, 12 giờ rưỡi rồi. Đây. Hiện tại á là mình chạy được 12 cú xe, mình ra xe từ lúc 7 giờ 46 phút. Và hiện tại là bây giờ là 12 giờ 30. Cho gần 5 tiếng đi nha. 8 giờ rưỡi nè, 8 giờ 40 nè, 9 giờ 40, 10 giờ 40, 11 giờ 40, 12 giờ 40, là tổng cộng 5 tiếng. 5 tiếng thì mình được nhiêu tiền bỗng giờ chưa thu nhập đấy. 12 cú xe thì mình chạy được trời trời, cô nó ép mình luôn á trời, là mình chạy được tổng cộng luôn á là được 333.000, chưa tính tiền lúc nãy khách chưa tiếp cho mình. Khách kêu là về khách sẽ tiếp vô app, tại vì chạy cú xe đó là chạy cũng xa, gần xa km á, mà chưa thấy gì đó gửi tiền tiếp mình nữa. Thì trong vòng 5 tiếng chạy được trừ hết luôn thì chắc cũng sắp xỉ vào được 290. Nếu mà tính luôn tìm mà cách bo cho mình á, tìm tiếp á, là mình được gần 300.000, cứ trung bình 1 giờ là 600.000 á. Thì mọi người thấy rồi đó, trời ơi giờ này nắng lắm luôn nè, nên tôi mới về. Chứ tôi về tôi ăn cơm, sau đó 1:30 tôi ra tôi chạy nghỉ 1 tiếng, chứ hiện tại bây giờ là nắng quá, quá nắng luôn. Thì xíu mình sẽ cho tất cả mọi người xem tất cả các chuyến xe mình đã chạy nha. Thì trong vòng 12 chuyến đó thì bao nhiêu tiền tiếp, bao nhiêu tiền mình sẽ cộng lại cho mọi người xem. Giờ thì mình về đây, nắng quá.